Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hemofazer do dược phẩm và thương mại thành công sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Hemofezer cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Hemofezer có thành phần là sắt fumarat 60 mg, vitamin C 50 mg, kẽm gluconat 7 mg, vitamin B6 0,5 mg, vitamin B12 1 mcg, axit folic 0,4 mg, inulin 50 mg. Hemofezer được bào chế dưới dạng viên nang. Hemofazer mang lại cho người dùng công dụng bổ sung sắt cho cơ thể, giúp tăng tạo hồng cầu, giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt. Bổ sung kẽm, vitamin, axit folic giúp tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Sản phẩm dùng cho các trường hợp phụ nữ đang có dự định mang thai, đang có thai và cho con bú, người bị thiếu máu do thiếu sắt, phụ nữ dậy thì, phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt, người lớn và trẻ em cần bổ sung sắt. Sản phẩm Hemofazer được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Hemofazer được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, người lớn, mỗi lần một viên, ngày 1 đến 2 lần. Trẻ em lớn hơn 7 tuổi, ngày một viên. Dự phòng thiếu máu ở người lớn, một viên trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng Hemofazer mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Người bị dư sắt so với nhu cầu cần thiết. Bệnh nhân mắc chứng thiếu máu tan máu. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Hemoferer có thể xảy ra tương tác với một số thuốc sau đây, các sản phẩm có chứa canxi có thể làm giảm hấp thu sắt, rượu gây tăng khả năng hạ đường huyết. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hemoferer, đồng thời biết cách sử dụng Hemoferer sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.